Một đêm nọ ta đang ngủ bên cha mẹ thì vị chủ dạ thần tịnh nguyệt đó đi đến chỗ ta chấn động nhà của ta, phóng đại quang minh mà hiện thân tán thán công đức của Phật nói, diệu nhãn như lai đang ngồi tòa bồ đề vừa mới thành chánh giác khuyên ta và cha mẹ cùng với quyến thuộc hãy mau đến gặp Đức Phật, tự đi trước dẫn đến chỗ Đức Phật dâng lễ vật lên cúng dường. Ta vừa thấy Phật, liền đắc được tam muội tên là sinh ra thấy Phật, điều phục chúng sinh ba đời trí quang minh luân. Nhờ được tam muội này nên nghĩ nhớ số kiếp nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, cũng thấy chư Phật xuất hiện ở trong đó, ở chỗ các đức Phật đó lắng nghe diệu pháp, nhờ nghe pháp liền đắc được giải thoát pháp quang minh, phá đen tối của tất cả chúng sinh. Được giải thoát đó rồi, liền thấy thân mình đến khắp các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, cũng thấy hết thảy chư Phật các thế giới đó lại thấy thân mình ở chỗ các đức Phật đó cũng thấy tất cả chúng sinh thế giới đó, hiểu rõ tiếng nói của họ, biết được căn tánh của họ, biết thuở xưa họ đã từng làm bạn lành mà được nhiếp thọ. Tùy theo sự ưa thích của họ mà vì họ hiện thân khiến cho họ sinh hoan hỷ, khi ta đắc được giải thoát đó thì niệm niệm tăng trưởng, tâm đó không gián đoạn. Lại thấy thân mình đến khắp các thế giới, nhiều như số hạt bụi trăm cõi Phật, tâm đó không gián đoạn lại thấy thân mình đến khắp các thế giới nhiều như số hạt bụi ngàn cõi phật tâm đó không gián đoạn lại thấy thân mình đến khắp các thế giới nhiều như số hạt bụi trăm ngàn cõi phật niệm niệm như vậy cho đến các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi phật cũng thấy tất cả như lai ở trong các thế giới đó cũng thấy thân mình ở chỗ các đức phật đó lắng nghe diệu phép thọ trì ghi nhớ quán sát biết rõ cũng biết biển bổn sự biển các đại nguyện của chư phật đó các như lai đó nghiêm tịnh cõi phật ta cũng nghiêm tịnh cũng thấy tất cả chúng sinh các thế giới đó tùy người mà vì họ hiện thân giáo hóa điều phục môn giải thoát này niệm niệm tăng trưởng như vậy cho đến đầy khắp pháp giới thiện nam tử ta chỉ biết môn giải thoát bồ tát pháp quang minh phá đen tối của tất cả chúng sinh này như các đại bồ tát thành tựu vô biên hạnh nguyện phổ hiền vào khắp tất cả biển pháp giới đắc được tam muội chư bồ tát kim cang trí tràng tự tại sinh ra đại nguyện trụ trì giống phật ở trong niệm niệm thành tựu viên mãn tất cả biển đại công đức nghiêm tịnh tất cả thế giới rộng lớn dùng trí huệ tự tại giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh dùng trí huệ mặt trời diệt trừ ám chướng của tất cả thế gian dùng trí huệ dũng mãnh giác ngộ giấc ngủ của tất cả chúng sinh dùng trí huệ mặt trăng quyết rõ nghi hoặc của tất cả chúng sinh dùng âm thanh tịnh đoạn trừ chấp trước của tất cả các cõi nơi tất cả pháp giới trong mỗi mỗi hạt bụi thị hiện tất cả thần lực tự tại mắt trí huệ sáng tịnh thấy ba đời bình đẳng mà ta làm sao biết được những diệu hạnh đó nói được công đức đó vào được cảnh giới đó chỉ bày sự tự tại đó